Xin chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Tây ha. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 7 nè, 2022. Có miền Tây nhưng mà năng món miền Trung nha các bạn. Gia đình của Phát với Chi có tổ chức một cái món ăn đặc sản của người miền Trung. Món này là món gì hả Chi? Món dòi. Đây là món dòi. Cái này mình làm từ cái gì Chi? Đâu phân tích đây? Quýt, thịt là mỡ lá, hành ngò, có những loại rau, gan. Rồi cái này là mình làm theo gọi là cái ẩm thực của miền Trung hả Chi? Đúng rồi, miền Trung ha. Rồi, còn bên đây là phèo thì các bạn thấy ha. Luộc. Phèo này luộc, nước mắm rừng nha mọi người. Trời ơi, ăn tuyệt sắc ha. Rồi. Là mắm tôm. Này là mắm tôm. Đó. Thì cũng một số cái gia vị cũng rất là quen thuộc với mình ha. Cháo. Đó. Rồi ăn kèm với cái món này thì nó có đậu phộng nha. Đậu phộng nè, này rau nè, rau tía tô nè. Đúng rồi. Đó. Đúng lý là lá mơ ha, lá mơ nó sẽ ngon đúng không Chi? Đúng rồi, đúng rồi. Cháo nè. Và này có rau và cháo nữa. Cháo, cháo rồi. Ok. Thì để cho cái bữa ăn nó thêm no bụng á thì Chi có nấu một cái nồi cháo luôn. Đó, rất là ngon. Này cháo là cháo miền Trung. Cuộc sống miền Tây nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cái ẩm thực theo phong cách của miền Trung nha các bạn. Đó. Mình sao đang miền Bắc nha các bạn. Rồi. Mình sao nữa thì mình đi qua Nhật Bản, châu Âu rồi đó. Rồi đây là chủ nhà nè, Phát đẹp trai. Đúng chưa? Rồi cà rốt nè các bạn ơi. Cà rốt kìa, chào kìa. Chào em. Chào cả nhà đi con. Chào chào cả nhà con. Ồ, giỏi quá. Rồi đây là bà chủ ha, Lệ Chi nha. Rồi đây là vợ của ông chủ kênh Cuộc Sống Miền Tây, bà Ngân. Không phải bà Ngân Vlog nha các bạn, này bà Ngân khác nha. Rồi, rồi kèm theo đó là anh em có chuẩn bị một cái chai rượu rượu vang, rượu Hồng Quân, đó, nguyên chất luôn các bạn. Rồi kết hợp luôn, rất là ngon. Đó. Thì có dịp nào thì các bạn hãy ghé về miền Tây và để trải nghiệm cái món ăn của miền Trung nha các bạn. Độc quyền chạy ghé miền Tây trải nghiệm món ăn miền Trung. Chúc cho các bạn một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ nè, hạnh phúc nè, và nhớ đăng ký theo dõi kênh Cuộc Sống Miền Tây nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Mọi người nha. Bye bye.